Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang tin địa phương hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Đắc Minh. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau: tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5; tặng gạo và nhu yếu phẩm cho người nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; chi cục thuế Đắc Minh cắt sông, kiên quyết xử lý các trường hợp nộp thuế. Từ ngày 28 tháng 4, giá xăng dầu tiếp tục giảm. Học sinh huyện Đắc Minh an tâm đi học trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực hiện công điện số 480 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các ngành chức năng trên địa bàn huyện Đắc Minh sẽ tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, nhất là tại đô thị, khắc phục kịp thời những sự cố, tai nạn, nhất là trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để nâng cao ý thức của người dân. Thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của cơ quan đơn vị, người dân trong dịp nghỉ lễ. Ngày 29 tháng 4, câu lạc bộ Nguyện Tâm 48 phối hợp với huyện đoàn, đoàn cơ sở cơ quan công an huyện trao tặng 400 suất quà, gồm gạo và nhu yếu phẩm đã được trao đến tận tay những người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các bon đồng bào dân tộc, hai xã Đắc Gần và xã Đắc Sắc. Tại 5 bon đồng bào dân tộc, hơn 400 hộ dân được tặng 400 suất quà, mỗi suất gồm 5kg gạo, nước mắm, nước tương, muối, trị giá khoảng 32 triệu đồng, được trao cho các gia đình nghèo, người già neo đơn, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn và những người gặp khó khăn, không có thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng với trao quà, tại mỗi gia đình, đoàn đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của nhà nước để phòng tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đây là việc làm ý nghĩa do câu lạc bộ Nguyện Tâm 48 và các đơn vị phối hợp tổ chức, mang ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn yếu thế, đặc biệt trước những tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hiện nay, tình trạng nợ đọng thuế còn cao, Chi cục thuế khu vực Đắc Minh Đắc Song tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt trong nhiều giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, hoàn thành tốt dự toán pháp luật chỉ tiêu cấp trên giao. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được Chi cục thuế chú trọng và kiên quyết không để nợ mới phát sinh. Để công tác thu thuế đạt hiệu quả cao, Chi cục thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi nợ khó thu của các doanh nghiệp và các cá nhân đã bỏ kinh doanh. Trong quý đã thu được gần 2,5 tỷ đồng, tiến hành cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp cố tình dây dưa, chây ì, không chịu nộp thuế. Trong quý tiến hành cưỡng chế 11 trường hợp, trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích từ tài khoản là 10 trường hợp và bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng là 1 trường hợp. Bên cạnh, Chi cục thuế cũng tăng cường kiểm tra chống thất thu, gian lận thương mại trên khâu lưu thông. Quý 1 năm 2020, Chi cục thuế kiểm tra và xử lý 2 trường hợp vi phạm về hóa đơn trên khâu lưu thông hàng hóa. Xử phạt vi phạm hành chính được 36,2 triệu đồng. Từ 15 giờ ngày 28 tháng 4, giá xăng dầu tiếp tục giảm giá lần thứ 8 liên tiếp từ đầu năm 2020 đến nay. Xăng giá giảm đã mang đến niềm vui cho nhiều người dân, nhất là trong thời điểm khó khăn vì đại dịch COVID-19 như hiện nay. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày 28 tháng 4, giá xăng E5 RON92 giảm 401 đồng trên lít,
xăng RON 95 giảm 308 đồng trên lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá. Cụ thể, dầu diesel giảm 882 đồng trên lít, dầu hỏa giảm 674 đồng trên 1 lít, dầu mazut giảm 657 đồng trên 1 kg. Như vậy, dầu diesel không cao hơn 9.941 đồng trên 1 lít, dầu hỏa có giá 7.965 đồng trên 1 lít, dầu mazut có giá bán lẻ không cao hơn 8.670 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận của phóng viên, với thông tin giá xăng dầu giảm rất nhiều, người dân cảm thấy vui mừng vì hiện nay do hạn hán, nhiều nông dân đang vất vả vì chi phí tưới cà phê do xăng dầu. Nhiều người dân cho biết nếu giá xăng dầu tiếp tục giảm như hiện nay thì việc tưới nước sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí. Đợt giảm giá xăng lần này được nhiều người dân kỳ vọng sẽ là cơ sở để buộc các doanh nghiệp vận tải giảm giá cước. Hiện tại thì người dân mong muốn doanh nghiệp vận tải hành khách giảm giá vé, còn doanh nghiệp kinh doanh thì mong doanh nghiệp vận tải hàng hóa giảm giá cước vận chuyển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, hơn 2.000 học sinh trung học phổ thông, hơn 6.000 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Minh đã trở lại trường học buổi đầu tiên sau khoảng thời gian nghỉ học để tránh dịch Covid-19. Với phương châm đã đi học trở lại, trường lớp phải thực sự an toàn, công tác đảm bảo an toàn học đường được huyện Đắk Minh và ngành giáo dục đặt lên hàng đầu. Ghi nhận tại trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, huyện Đắk Minh. Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh có trên 700 học sinh với 19 lớp học. Vì vậy, ngay từ sáng sớm ngày 27 tháng 4, nhà trường đã phân công nhân viên y tế và giáo viên tổ chức đón học sinh, đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay và rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn trước khi vào lớp. Thầy Nguyễn Tiến Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh cho biết, ngay từ trước khi đi học trở lại, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên đến để dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, phối hợp với trung tâm y tế, phun khử trùng toàn bộ khuôn viên trường lớp học để đảm bảo an toàn nhất cho các em khi quay lại trường. Mỗi một lớp, nhà trường đều có một chai sát khuẩn và xà phòng rửa tay. 19 lớp học, nhà trường đã tách ra làm 38 lớp, chia thành 2 ca, ca học buổi sáng và buổi chiều. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của bộ sở cũng như là của phòng giáo dục huyện Đắk Minh thì để đảm bảo cái an toàn cho học sinh cũng như cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường thì trước khi học sinh nhập lại thì nhà trường đã tiến hành vệ sinh trường lớp rồi dịch khuẩn phun dịch khuẩn khử trùng tất cả các cái trang thiết bị dạy học và các phòng ốc rồi trang bị thêm các bộ rửa tay rồi các chất dịch khuẩn ở các phòng làm việc để đảm bảo cái an toàn cho tất cả các cán bộ giáo viên. Còn về phía học sinh thì trang bị thêm máy đo thân nhiệt cho các em, tất cả các em đều được đo thân nhiệt khi bước vào cổng trường, được thầy cô giáo hướng dẫn các cái bước để phòng dịch Covid-19. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, trước đó các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cho cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Minh đã dồn tổng lực để dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học, sẵn sàng đón học sinh nhập trở lại vào sáng ngày 27 tháng 4, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời lên phương án để đảm bảo an toàn phòng dịch trong nhà trường theo đúng hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, đó là chia lớp thành 2 ca, tối đa không quá 20 học sinh trong một lớp, để đảm bảo khoảng cách ngồi giữa các học sinh là 1,5 mét theo quy định. Cùng với đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập phù hợp. Đối với công tác chuyên môn thì các trường thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của phòng giáo dục. Các trường sẽ chia đôi lớp, một lớp học sáng, một lớp học chiều, đảm bảo khoảng cách cho học sinh ngồi trong lớp. Đặc biệt, nắm bắt tình hình học sinh về và đến từ vùng đang có dịch, phát hiện kịp thời trường hợp nghi ngờ, nếu có dấu hiệu bị bệnh thì kịp thời báo ngay cho cơ quan y tế. Các cơ sở giáo dục tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để giãn cách và giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi, thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường. Các cô là trong những ngày đầu đi học trở lại thì các thầy cô đã tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh và tiến hành cho học sinh rửa tay hát sát khuẩn. Thì chúng em đã chấp hành nghiêm túc và đã làm theo những lời hướng dẫn của thầy cô. Thì em cảm ơn những em mình nữa.
tiếp nhận thông tin về các biện pháp phòng chống dịch Covid cho bản thân cũng như cho cộng đồng như thế nào? Em tiếp thu những thông tin mới qua báo trên mạng và các thông tin thời sự đưa lên bản tin hàng ngày. Mình có cái biện pháp phòng chống dịch như thế nào cho bản thân? Dạ, biện pháp của em là luôn luôn tiến hành vệ sinh cá nhân cho bản thân thật sạch sẽ và tránh tụ tập nơi đông người và luôn luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Dạ thưa cô, thì ngày đầu đi học thì được gặp bạn gặp cô thì cũng cảm thấy rất là vui, nhưng mà cũng cảm thấy lo lắng là do nghỉ một thời gian cũng khá dài, với lại là nên là nhiều cái mình không nhớ, với lại là mình có ôn tập nhưng mà nhiều cái mình vẫn không hiểu, thì gặp lại cô trao đổi trực tiếp thì vẫn là dễ hiểu hơn. Theo ghi nhận, trong sáng ngày 27 tháng 4, 100% học sinh đi học trở lại trên địa bàn huyện Đắc Minh đều đảm bảo về sức khỏe và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trang tin địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Đắc Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.